vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, dự án nhà hát Hồ Gươm được hoàn thành thần tốc trong thời gian 22 tháng. Nhà hát có 6 tầng nổi, 3 tầng hầm, gồm khán đài phòng chính lên đến 900 chỗ ngồi, phòng hòa nhạc nhỏ 500 chỗ và các khu vực trưng bày, triển lãm nghệ thuật và các công trình phụ trợ khác. Để đảm bảo tiêu chuẩn vận hành của một nhà hát đa năng, đẳng cấp, nhà hát Hồ Gươm được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu trên thế giới về âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu. Nhà hát có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, từ khắt khe nhất như opera cho đến nhạc giao hưởng, nhạc kịch, ballet múa cho tới biểu diễn âm nhạc hiện đại, hội thảo, show truyền hình. Các trang thiết bị âm thanh đều được đặt hàng riêng, tương thích với thiết kế nhà hát, tuân thủ những tiêu chuẩn cao cấp, hiện đại bậc nhất thế giới. Đồng hành cùng chủ đầu tư là các đối tác tên tuổi với thương hiệu đã được khẳng định tại các quốc gia tiên tiến nhất. Đó là tập đoàn thiết kế ánh sáng Studio Schiller Schott, tập đoàn TAIT, đơn vị từng thi công hệ thống âm thanh thiết bị sân khấu cho nhà hát Metropolitan Opera của New York, Mỹ, một trong 10 nhà hát nổi tiếng thế giới. Hệ thống âm thanh biểu diễn tại nhà hát Hồ Gươm gồm hệ thống loa Array và hệ thống loa Constellation, trong đó nổi bật là hệ thống loa Constellation sử dụng một loạt các micro cảm biến xung quanh khán phòng và khu vực vỏ sân khấu, bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số tinh vi và hệ thống loa đẳng cấp thế giới. Constellation điều chỉnh các đặc tính vang, thời gian vang tại một địa điểm và phân phối âm thanh đều khắp khán phòng, tạo ra trải nghiệm âm thanh tự nhiên ở mọi chỗ ngồi. Hệ thống âm thanh Constellation hiện tại là hệ thống hiện đại bậc nhất thế giới. Chỉ một số ít nhà hát được trang bị hệ thống này. Bên cạnh đó, Meyer Sound Laboratories, một đơn vị nổi danh trong việc tiên phong đổi mới kỹ thuật âm thanh, đã mang tới nhà hát Hồ Gươm hệ thống thanh điện âm tròm sao với công nghệ âm thanh tương thích cho mỗi địa điểm. Các loa có thể ngay lập tức thay đổi âm thanh và cường độ để đáp ứng với bất kỳ loại hình biểu diễn nào. Bên cạnh công nghệ âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới, tiêu chuẩn quốc tế của nhà hát Hồ Gươm còn đến từ hệ thống điều khiển hội trường và khán phòng hiện đại, có thể chuyển đổi không gian trong vài phút, cho phép thay đổi nhiều cấu hình khán phòng khác nhau trong cùng một ngày, giúp linh hoạt tổ chức các sự kiện có tính chất khác nhau nhưng vẫn tối ưu hóa không gian. Hệ thống đèn chiếu sáng của nhà hát cũng đạt tới một đẳng cấp mới khi đáp ứng được đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau, với các không gian biểu diễn đặc trưng riêng biệt như ánh sáng để chiếu vào sân khấu, ánh sáng để theo dõi các diễn viên, ánh sáng để tạo nên các khung cảnh nghệ thuật. Trong tương lai xa, nhà hát Hồ Gươm sẽ trở thành công trình biểu tượng về văn hóa, biểu tượng của du lịch thủ đô và Việt Nam.